Xin chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha. Hôm nay vợ mình đi làm về trễ nên mình phi vào bếp nấu cho vợ mình món thịt kho tiêu của miền Tây. Các bạn hãy đoán xem người Nhật có ăn được không nha. Hôm nay gồm có là canh canh củ cải đỏ, thịt kho tiêu và rau rau từ ngoài hái từ ngoài vườn. Cái bên là của Lucky gồm có là dưa leo với lại thịt gà. Đây là món mình rất là thích ăn, là món thịt kho tiêu. Trong bữa ăn lúc nào cũng có cái chén để dành riêng cho Lucky á. Hai đứa ngoài cơm thì cũng có Lucky ngồi vô tham gia. Đây em cho anh ăn rau củ là chính. Là lâu mới cho nó ăn sạch một lần. Tú. Ăn cái này đi. Sao đưa tao biết được nó, chất tao mất tiểu. Không. Việt Nam mình ăn canh đó, và để trong bàn sẽ để một cái chén canh to để cho mọi người cùng trang ăn. Còn bên Nhật thì chia đều ra mỗi người một chén. Cái này là cái tô chứ, chia đều ra mỗi người một cái tô. Canh là không ăn canh chung. Để mình hỏi thử xem người Nhật ăn cơm Việt Nam ngon nha các bạn. Ăn cơm Việt Nam ngon không? Dạ, ngon. Để con ăn cái đồ gì? Ngon không? Ngon. Ngon quá. Đây thì tao. Món này hồi xưa ở dưới quê thường ăn lắm nha. Cái món này cái mùi đặc trưng của nó là mùi nước mắm. Mà người nước ngoài người ta ăn nước mắm lắm. Mà nhỏ mình thì nó lại ăn được. Giờ mình nói nước mắm ăn nó không có hôi, không giống như đa số những người nước ngoài khác. Bình thường lúc nào hai đứa cũng ăn cơm vậy các bạn? Ăn nhiều nha. You? Nhiều. Nhiều. Đa mẹ Đại thâu. Đại sâu. Mua xa, một hồi bò hùng. Mười ngày. なんだよ。え、それはね、だって言ってたもん。あれ?え、言われたんだよ。何喋ってんの?何喋ってんの?え、なんだって言われたんだよ。違うよ。違うよ。なんだよ。え、んだよ。だって唐辛子かけたのええじゃん。でも上だな。上だ。上だ。違うし。<笑>
Bye bye.